kính chào cô chú và anh chị em nha. Bây giờ trời đang mưa quá, trời mưa rồi đó. Thì Tiến quay chia sẻ cái cảnh mà trời mưa cho cô chú và anh chị em xem nha. Thì ngoại bây giờ đang ngồi cái góc đó đó, bây giờ thật sự cái nhà này nè là nó không còn cái chỗ nào để Tiến với Quang đứng nè, chứ không có đi đâu được cha. Không còn cái chỗ nào mà không có gió cái gió thì nó ngược vô nữa, gió là nó tạt vô cha nha. Trời hiện giờ là mưa rất là lớn luôn. Hai đây mỗi người một hướng nha. Mưa đầu mùa mà lớn quá. Mưa đầu mùa mà mưa lịch sử luôn. Không có trời vô, không có chỗ giờ ngoài, chứ không có chỗ giờ ngoài cũng khỏe. Chỗ này không có trời. À, cái mặt nó chạy mưa cho ba. Cái này cái liệu ít mỏ. Bây giờ, bây giờ nước đã trôi vô thì cô ba đứng rồi. Ê, ra rồi, chiều tối nước nó trôi rồi. Dạ. Rồi, tối nay là không biết ngủ sao nè. Con thì chừng là ăn hồn đó. Chốt buồn mệt này chắc nó trở ngoại ra nhà thở ở quá à. Thở ngủ đêm. Cái gì là không xong rồi. Nó còn ngoại bây giờ là con có ngủ đủ hết là có bệnh luôn. Rồi. Tôi đây nè. Tôi đừng trốn trong đây. Tại sao mặc áo vô Tư? Sao mặc áo vô? Không lạnh hả? Không lạnh. Trời ơi trời. Chứ con quá trời này, con mặc áo gió mà con lạnh đó cô. Con mặc nãy giờ là hai cái áo đó mà vẫn lạnh đó. Có từ hút dễ hút rồi cho nó khỏe. Ấm. Ừ. Ấm hả? Bắt từ đốt rồi con đi hút, rồi mày hút cho nó ấm nó từ. Từ quên đó, để giờ nó đốt nhang Tư. Bây giờ mưa gió mà qua đốt nhang nữa. Có từ đốt cho ngoại một cái hút đó Tư. Cho ngoại hút cho ấm. Quá rồi, cô chú anh chị em ơi, thì giờ trời mưa là rất là to luôn nha. À, bây giờ không biết Tiến sao mà về đó đây nè. Trời còn mưa lớn nè, giờ nước bây giờ nó tràn vô nhà quá rồi. Cung ba, ê, che dưỡng một cung đấy. Che dưỡng một cung đấy qua. Ừ. Đó. Cho ngoại hút cái gì cho mặt ấm. Không hút hả? Hút đi cho nó ấm. Con hút rồi. Mày hút đi cho nó ấm nha. Mày cái này ngồi nha. Rồi cứ ngủ luôn. Quá trời ướt nhẹt luôn kìa. Ướt cái màn luôn rồi. Sao mà ngoại ngủ được đây. Ướt trơn luôn rồi. Mà chiếu gói giữa thịt trơn rồi con cứu dành em ơi. Cái hướng ngược đây nó vô quá trời vô qua. Ừ. Ờ để qua xe lại nè, lấy thân xe lại không. Hôm nay công nhận này cô ba ấy quá. Để mẹ mình lạnh cho mẹ bệnh gì ta. Đúng rồi cô ba. À là cô ba bệnh chứ không cho mẹ bệnh. Dạ dạ. Thôi rồi hút thuốc mình lắm rồi ha. Đó, đang mưa này bà ngoại bệnh liền đó, qua lên đó.
hết nó mưa cái tiền định không có keo ngoại ha, là hết nó mưa rồi ngoại lụm liền. Mình đổ lên thì mình còn trẻ nên mình bị bệnh không sao, còn bà già mình bệnh thì mình có đau lòng đó. Quá xá rồi, quá xá luôn. Người lớn lắm rồi, bây giờ mưa có tiếng đồng hồ mà chưa cảnh của anh hả con? Tiếng đồng hồ rồi, nước mà không có chảy vô đây được. Ê cô ba chết trời, bạn đừng có mưa nữa cho mẹ chị cô ba khô. Dạ. Nước tràn như nhà nè, cô chú và anh chị em ơi. Trận này là hai anh em là chắc bị đêm nay không biết sẽ ra sao đây. Trời hiện giờ trời còn rất là mưa, rất là sấm chớp, mưa là rất lớn. Còn cô ba thì lấy tấm vải để che. Để che ngoại nè. Tối thui luôn. Mưa này làm sao mà tình tỉnh tiền sao chở ngoại ra nhà trọ đây. Giờ là bó tay luôn rồi. Bây giờ chở ngoại ra nhà trọ á. Má Hoàng chở bả ra nhà trọ ngủ đổ đi em ơi, cô chị ba giặt chiếu mơ gối cho. Cái bà giữ dạ thì sao bả ngủ được. Giờ trời mưa gió anh đâu được đi. Mưa kiểu này sao sợ phải đi ra ngoài cho nó ngủ thôi. Ngủ rồi cho ngoài ấm. Bây giờ chiếu nó ướt kẹt rồi. Ướt cái gì nước hết trơn rồi. Ướt hết trơn rồi lấy gì mát rồi. Tối nay ngủ ngồi. Mà nay nó ngủ ngồi. Cô ba thì ngủ ngồi không sợ, sợ rồi mình sợ bà ngoại á. Dạ. Tư rồi không lạnh luôn à. Cảnh tượng này là thật là rất giả nha. Cái này đúng rất là rất giả nè. Ngồi ngủ ngồi cũng chưa chắc ngủ yên nữa. Mưa nó tạt nước trơn ngủ gì. Đúng nè. Thấy không? Rồi mưa trên trụ đổ xuống nè. Rồi nó vừa lạnh nữa. Trời lạnh cái nữa ha. Hai người con này. Má nè. Quán kêu nè. Ông nè. Thấy mà có chỗ mà dời bà ngoại á thì cô ba nha khỏe con đây không được rồi. Đúng rồi, cái gì cô ba vừa mới là con sụp bỏ anh biết con sụp bỏ đi thiết nó đổ con à đi thiết đổ ha lạnh lùng luôn mấy bữa ngày phải ngoại chịu ra qua cô ba á thì chị nào vào nhà cô ba thì coi đưa bà ngoại chịu đây cũng được bà ba không chịu ha trời nữa rồi ba mệt đem bà ngoại. Quá xa. Không có trơn nữa dù ngoại ngủ đây. Rồi mưa này làm sao kêu cho ngoại cho ngoại ngủ được đây. Mưa gió bão bùng. Cái mưa nãy hướng nãy thì bên đây tạt vô. Còn bây giờ bên đây á, bây giờ bên đây tạt ra. Bên kia ở dưới đây đổ lên, ở trên thì đổ xuống. Tôi đem ra, tôi chặn ra ấy rồi. Đỡ gió. Ồ, cũng ngay đó có tư. Chặn lại cái đó là đấy đó. Ở nãy giờ có đó cũng đỡ chút. Không qua. Đúng rồi. Chặn cái gió đỡ chút. Tao chặn cái giường đổ xuống cái nữa chắc hùng luôn á. Đỡ chưa? Cô ba đỡ cái cột nó liền mất tư rồi. Đúng gió rồi. Nó không tạt vô nó không mạnh đó. Cột nó cái này quá ok kìa. Ngon rồi đó. Ngon rồi. Vậy là hết xe tạt rồi. Trời ơi ướt nhẹp chơi này nè. Ướt cả thơ luôn rồi. Rồi gửi con kìa. Trời ơi lo không nổi luôn rồi. Lo không nổi. Trời ơi. Chết luôn rồi. Hết tham cái cảnh này. Ba đâu không cẩu hết đâu. Đớt nhóc càng. Chưa.
chưa mấy cảnh khổ này là tiếng cũng đừng trải qua nha. Hồi xưa tiếng nuôi vịt đó, cái tiếng ngủ ngoài đồng mà trời mưa vậy nè, cái gom á lót lên ngủ nửa đêm nước ngập lưng luôn, rồi có đầu ngủ ngồi chung. Tiếng hồi xưa cũng là vất vả gian nan lắm nha cô chú anh chị em. Cái nhà được cái đèn năng lượng mà không có đèn năng lượng thì mệt rồi ha, tối rồi còn mệt nữa. Chưa có cái cảnh gì mà ngủ. Từ giờ gỡ lấy mà gắn miếng năng lượng lên, miếng năng lượng nó rớt là không có cái đèn năng lượng nó sẽ cắt nha. Bác Tư đang lấy cái cửa ra che cho nó đỡ gió vô nhà nè, cho nó mở được cái